Thưa quý vị, giao tranh tại khu vực biên giới phía đông giữa Thổ Nhĩ Kỳ và sắc tộc Kurd. Tin từ Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng vũ trang người Kurd bắn đạn pháo và hỏa tiễn sang lãnh thổ quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ tại hướng đông vào hôm thứ Ba. Cơ quan an ninh quốc gia nói rằng tại hai khu vực Bingo và Murs đã nhận nhiều đạn pháo tấn công từ lực lượng vũ trang người Kurd PKK. Các cuộc tấn công trên đã làm tử vong 7 binh sĩ và hơn 60 binh sĩ bị thương và đang được điều trị tại bệnh viện địa phương. Hoa Kỳ, châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ đều đồng ý đưa nhóm vũ trang PKK vào trong danh sách khủng bố trên thế giới vào năm 1984. Và cũng từ đó, các cuộc giao tranh và bạo động quân sự đã tiếp diễn không ngừng nghỉ, dẫn đến cái chết của hơn 40.000 người. Nhiều đoạn video được đăng tải trên trang mạng, những hình ảnh người lính cứu hỏa đang ra sức dập tắt ngọn lửa. Thông tấn xã Reuters chứng kiến hai chiếc chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ F-16 đang bay trên bầu trời và chưa rõ nguyên nhân tại sao lại xuất hiện tại khu vực đồi núi. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ ông Tayyip Erdogan phát biểu rằng chính phủ đã bắn hạ hơn 500 tay súng người Kurd trong tháng 8 vừa qua. Chiến đấu cơ, trực thăng được huy động tới khu vực phía nam để tiến hành chiến dịch truy quét lực lượng PKK. Bộ Tổng tham mưu Thổ Nhĩ Kỳ hiện diện tại chiến trường, trực tiếp theo dõi cuộc hành quân. Cuối tuần qua, một quả bom cài đặt bên vệ đường phát nổ tại thị trấn Kaliova làm tử vong 8 nhân viên cảnh sát địa phương và 4 binh sĩ khác bị lực lượng PKK bắn hạ tại sát vùng biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Iraq. Mâu thuẫn tại khu vực biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và sắc dân người Kurd đang gia tăng, dẫn đến châm ngòi các cuộc giao tranh quân sự tại biên giới. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang đối phó với làn sóng di tản từ quốc gia láng giềng Syria tiếp tục gia tăng.